Hải Phòng khẩn cấp giãn cách xã hội để phòng chống đại dịch COVID-19. Sau khi nhận được thông tin về ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn, sáng ngày 22 tháng 2, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức cuộc họp đột xuất để triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam cho rằng, thành phố cần nâng cấp độ phòng chống dịch, đề nghị tạm dừng hoạt động sân golf, phòng khám nha khoa, các dịch vụ massage, tẩm quất. Qua truy vết cho thấy, người thân của trường hợp dương tính bán hàng trên tuyến đường sông, do đó cần tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch đối với các trường hợp tàu thuyền hoạt động trên các tuyến đường thủy nội địa. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đề xuất thực hiện các giải pháp mạnh nhất trong phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị số 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết, ngay trong ngày hôm nay 22 tháng 2, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng sẽ ban hành quyết định về việc phong tỏa, khoanh vùng các khu vực, địa phương theo quy định của pháp luật về phòng chống dịch bệnh. Đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu nâng cấp độ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Theo ông, tình hình dịch bệnh còn diễn biến rất phức tạp, khả năng dịch bệnh xâm nhập vào thành phố là rất cao. Hải Phòng luôn chuẩn bị các phương án đối phó với các tình huống dịch bệnh. Do đó, thành phố luôn có nhiều giải pháp mạnh mẽ và chủ động để ứng phó với đại dịch COVID-19. Ngay sau khi phát hiện ca dương tính, ngành y tế và các địa phương đã kịp thời tiến hành các biện pháp phong tỏa, khoanh vùng, truy vết các trường hợp F1, F2, thực hiện cách ly y tế tập trung, phun khử khuẩn tại các địa phương liên quan đến ca nhiễm. Ngay sau khi phát hiện ca dương tính, ngành y tế và các địa phương của Hải Phòng đã kịp thời tiến hành các biện pháp phong tỏa, khoanh vùng, truy vết các trường hợp F1, F2. Tuy nhiên, do trường hợp dương tính liên quan đến nhiều địa điểm khác nhau, hiện vẫn chưa xác định được F0 và thời gian lây nhiễm của bệnh nhân. Do đó, số trường hợp F1 liên quan còn có thể tăng cao hơn rất nhiều. Vì vậy, công tác phòng chống dịch COVID-19 vẫn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, thành phố Hải Phòng cần thực hiện các giải pháp mạnh để ngăn chặn dịch lây lan trong cộng đồng. Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện giao ban vào 17 giờ hàng ngày để nắm tình hình dịch bệnh và có chỉ đạo kịp thời. Đồng chí Lê Văn Thành giao Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành chỉ thị thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh. Cụ thể, các địa phương nơi có ca dương tính thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Các địa phương liên quan đến lịch trình của ca dương tính thực hiện theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, riêng thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên thì thực hiện phong tỏa, dừng hoạt động một số hoạt động không thiết yếu trên địa bàn thành phố. Bí thư Hải Phòng giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng, các địa phương lên kế hoạch tăng cường các khu cách ly y tế. Việc cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu miễn phí cho người dân trong khu vực phong tỏa thực hiện theo đúng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành. Các ngành y tế, tài chính khẩn trương mua sắm vật tư, trang thiết bị đảm bảo yêu cầu xét nghiệm, đáp ứng chủ trương mở rộng xét nghiệm, trong đó có thể mở rộng xét nghiệm đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt của thành phố, các thành viên tổ chốt kiểm soát dịch bệnh tại thôn, tổ dân phố, đội ngũ cán bộ mặt trận, dân vân, đội ngũ phóng viên báo chí. Bệnh nhân là điều dưỡng, chưa xác định được nguồn lây. Ngày 22 tháng 2, thực hiện chủ trương của thành phố Hải Phòng về xét nghiệm diện rộng để sàng lọc phát hiện người nhiễm SARS-CoV-2 tại cơ sở y tế và cộng đồng. Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng đã xét nghiệm sàng lọc phát hiện có một mẫu dương tính. Sau khi làm kiểm định xét nghiệm tại Trung tâm Y tế Dự phòng Hải Phòng đã khẳng định kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân tên là D.T.PH, sinh năm 1995, địa chỉ thôn 4, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Bệnh nhân là điều dưỡng, làm việc tại bộ phận tiếp đón bệnh nhân, Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng. Ngay sau khi phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2, Bệnh viện Giao thông Vận tải đã được phong tỏa, ngừng hoạt động tiếp đón bệnh nhân, tiến hành phun khử khuẩn, lập danh sách nhân viên y tế. Bệnh nhân tiếp xúc gần với bệnh nhân để đưa đi cách ly tập trung, lập danh sách bệnh nhân. Người nhà bệnh nhân đã đến khám và điều trị tại bệnh viện từ ngày 6 tháng 2 trở lại đây để gửi cho các địa phương thực hiện rà soát các trường hợp F1, F2. Trong 14 ngày qua, bệnh nhân không ra khỏi Hải Phòng, không có triệu chứng bệnh lý hô hấp. Ngành y tế cũng chưa xác định được bệnh nhân có tiếp xúc với ca bệnh dương tính nào trước đó. Hiện tại bệnh nhân được cách ly y tế tại cơ sở 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Sức khỏe bệnh nhân bình thường, không có triệu chứng hô hấp. Các nhân viên y tế của Bệnh viện Giao thông Vận tải đã làm xét nghiệm cùng bệnh nhân, kết quả 87/88 mẫu âm tính.